Nếu bạn muốn mua tài khoản PUBG Mobile, hãy truy cập ngay tonysamart.vn, shop bán app uy tín, giá rẻ, chất lượng với các gói sự kiện may mắn có tỷ lệ trúng thưởng lên tới 100%. Liên hệ ngay với admin qua số điện thoại và fanpage được ghi ở cuối trang web tonysamart.vn. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hello bạn ơi, tôi tên Đức Tiếp nha. Hình như là mấy ông này mở mic nói chuyện cả mic ôn sao ấy. À tôi á, tôi nhảy nhà bạn. Ừ. Chào nhìn cho bạn. Hôm nay mình trà trộn vào team này thì có vẻ như team này không biết mình. À, hay mày qua càng không biết, càng không nhận ra càng tốt anh em ạ. Nhìn sao nhỉ? Nhìn đâu, có một team, có mấy team nhảy nhà C ấy. Ê, nhảy đi nhiều vai cả trưởng này. Nhanh ra mình ra đây súng xong rồi công sang luôn anh em ạ. Mình nghĩ là team này có vẻ rút lâu ấy. Ủa, gọi là thổ giáo vậy. Thường là chúng nó nhảy đây đông lắm mà sao giờ ít thế nhở? Rồi nghe tiếng chân này, có một thằng đi trên nóc nhà C. Ôi rồi phí quá, ông này ông cầm số cầm, ông đi gần thêm tí nữa ông bắt cho mình phát là mình chết đấy. À, đen quá, đen cho đội bắn kem. Giờ vào trong nhà đợi đồng đội của nó đến công thôi. Rồi tiến chân ngay bên ngoài, không phải có boss đâu. Đây ngay chân trong nhà luôn đây này. Đây từ đâu tới tự động tới giết luôn, tử công luôn. Ui trời ơi, bố này bố cầm khổ đê bét, bố ai chịu được, bố ai dám vào. Thằng nữa sang kìa, em không cẩn thận nó sóc cho phát chết tươi ấy. Thôi thằng đấy núp ở đấy thì mình ra đầu này mình cam mình ke đấy, đê bét bắn ra đầu này thì còn lâu tôi mới chết nhá. Thoải mái đi, đây này, thoải mái đi. Ui trời ơi, ông đồng đội dính chắc là tầm 2-3 viên rồi đấy. Thằng cuối cùng anh em ạ. Team này vẫn đủ 4. Mình giết 2 rồi. Còn một thằng lốc cả một thằng. Ê, rồi, giờ còn 1 này. Vào bắn luôn. Đơ, phải bắn đầy từ đầu, bye bye. Giờ tranh thủ đút xem quanh nhà C có gì còn ngon không. Xong ra mình lấy xe, mình đi kiếm người bắn thôi anh em ạ. Cái team vừa rồi mình giết đi, nó bắn thính. Team mấy ông đồng đội ăn rồi. Ăn thính ra xem còn cái gì không. Ui giời ơi, còn cái lịt. Lúc nào có mua cái lịt cho mình ăn thôi anh em ạ. Không có gì. Rồi, để con quát để cho mấy ông đi. Mình đi con an toàn hơn. Đi con này nó có mái này. Đi tiếp. Bắn nó không ấy. Tưởng ông kêu ông gia đình của mình cơ. Thôi cho ông đi sau vậy. Siêu xe luôn. Không biết mọi người thế nào chứ còn ví dụ mình đi với cả team anh nhau. Mình chỉ cần nút một đủ cây súng này. Bu giáp lên được. Đi tìm mình bắn luôn. Trong nhà máy này thì nó đang đóng cửa lấy xe anh em ạ. Thôi, mình đỗ xe đây xong rồi có gì mình lên cái thác quá cao ấy xong mình giả bot. Bắt từng thằng một. Giả bot đã. Chỗ này chắc là chúng nó vẫn nghe thấy đấy. Đấy, bắn nhảy này mới giống. Rồi, có động tĩnh rồi anh em ạ. Nãy mình thấy có một hai thằng nó đi lờn vởn qua ấy. Không thấy gì nhở? Không thấy chạy ở đây nhở? Yên tĩnh nhở? Yên ắng nhở? Đây rồi! Nhưng mà hơi khoa anh em ơi. Từ từ đã. Giờ mà công trước là hơi ngu. Mình phải bắt từng thằng một. Cố gắng bắt lượt đầu tiên phải bắt được hai thằng. Phải chết luôn cơ. Chứ không tí nữa chúng nó dội bom đây là hơi khoai đấy. Mình fake đã, ném không. Đấy, lại fake có khói kìa. Ui, lại thêm xe nữa tới anh em ơi. Lại thêm có Tesla màu xanh nữa tới rồi. Nghe tiếng xe đấy biết Tesla màu xanh, chuẩn cơ mẹ đúng rồi anh em ạ. Hai team này chuẩn bị hỗn chiến này. Đấy. Mẹ cái hàng rào này hoài thế nhờ, bị vướng rất là nhiều đấy. Không làm về này. Chưa. Chưa được anh em ạ. Vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để của mình có thể bắn. Đây nè, nó nè. Ui. Vậy nè, thêm team nữa tới à? Trời má ơi, trong một cái khu bé tí này tận 3 team ạ. Trời đất ơi, mẹ. Cả trận có 4 cái nhà máy thì 3 team đến trong nhà máy nó tập trung hết ở đây rồi. Vai trưởng. Đấy, mọi người nghe gì không? Có tiếng chân. Một thằng chuẩn bị lên trên line.
Hay, kiểu gì bạn cũng bị bất ngờ cho mà xem. Thanh niên lên trên này xong kiểu mình ui ra anh bắn. Đấy, thanh niên kiểu giật mình, bay điện thoại, được một phào hú hồn. Vẫn chưa lên hẳn, vẫn chưa lên hẳn, vẫn đang bên dưới. Chuẩn bị lên tới nơi này. Ôi giời ơi, bạn ơi, tớ đây mà. Ôi, tớ xin nhá. Lộ vị trí cho anh em ơi, có một thằng lấy con siêu xe của mình rồi. Đi ra đây này. Em để con siêu xe ở kia. À, dừng à, dừng à, dừng à, dừng à. À, ông Giao, ông lấy con Tesla màu xanh kìa. Hay là gì? Em vào trong nhà. À, không. Không phải em ơi. Một. Có hai thằng. Một thằng đi ra đấy có Tesla màu xanh. Còn một thằng thì đi con siêu xe của mình. Còn thằng này thì không biết là trong team nào cả. Có ba team cơ mà. Chả biết luôn. Cái này không ăn được rồi. Không nhìn được lên thành này. Cái tí nhở. Ô, chúng nó đang ném đến nhau kìa. Thằng này thì nó vẫn cam dưới trên mình này. Ô, kệ mẹ đi, kệ cha đi. Ô, cái được một bạo này. Ui, không ăn được rồi. May quá, vẫn là được em ơi. Cái này. Ui, ngon. Cái đĩa chưa? Cái đĩa chưa ta? Hình như chưa, trong ngôi nhà hình như chưa anh. Mình không biết được, nhưng mà dưới chân mình là hiện là đang có một thằng. Đây rồi, mình cứ tưởng nó đi rồi, hóa ra nó vẫn ở dưới này anh em ơi. Tầm này chỉ có phi xuống hay bắn nó thôi. Đây rồi, đây. Ôi giời, bạn ơi, bạn chết luôn à? Thằng này chết luôn, tìm lẻ à? Sao lúc đây ta? Số 1 đang mang quá phim ở đâu số 1 Nãy đang sờ chim đâu cái bóc sờ chim. Ui trời ơi. Cái ai đấy bạn ơi, bạn canh ai đấy? Tớ đang này cơ mà. Trời ơi. không không được mạng nào Có thằng trong khu nhà nữa, có thằng vẫn còn trong khu nhà anh em ạ. Nghe tiếng rất này. Cọc cọc. Mình vẫn yếu vậy đấy, có được bạn nào Từ từ. Đấy, đang mọi người thấy ra không? ngoan Nó không đi vừa xem đi mạng chạy qua cầu thang kìa. Nè, đúng chỗ này. Giờ mình không có cái kiểu ném gyro ấy. Ném gyro thì ném mới lợi hơn. đấy tìm ngay Mình không chơi mất ăn gyro. rồi Kể ra mà có cái gyro ấy, ném bom thì nó chuẩn hơn rất là người ta mặt nhiều. vô vai hết đang đặt đạn. Ui, thằng này thấy mình, thấy bóng dáng của mình qua làn khói. Chắc hết rồi đấy này Phía bên đi kia đi bờ qua rào. đi qua cầu kia anh Khải. Phía bên kia ở bờ rào hay hay thằng hay nó cam góc đang này kè hay cam góc mình. này Còn mình thì đang chạy nhanh với hai cái cục. cam đây Từ 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 từ. Đi xe qua cầu kia. Chỗ mày tìm có bom này. Đây này. Bye bye nhá. Bye bye. See you again. Bye bye. Bố mày ra đây bố kê. Tầm này mày bắn thoải mái, tao cũng không chết được đâu. Ê, giờ chỉ có hack mới bắn được tao chết thôi. Mày ra đây tao kê mày chết cha mày luôn. Nhưng mà bố về đây mà. Đâu rồi? Chạy bò à? Chạy đi đâu đi đâu? Trời ơi, ui giời. Kỳ quá. Kiểu như là ông mình ấy căn ông ta đam các cũng không kiểu. sợ chết Nó đi bắn cái gì, bắn ra bắn đi khói sao em, mà làm cái mẹ gì ngồi ra đây. Trời ơi, chơi sao nó tìm mình kìa. Trời ơi, bye bye, ra chưa chậm mới đi phải bạn. chạy đi đâu vừa ra check rồi Đó này chắc là phát hiện ra mình rồi. Mình chỉ ui thằng fake thôi, không phải real khu đâu. nhà có người nốt rồi anh Khải ơi. Ôi, biến nhanh cả bò anh em. Ui, bò xa lắm, không có thuyền, sợ không có thuyền. May quá mình vẫn kịp chạy qua cầu anh em ạ. Quả vừa rồi mà bị ke cầu, bị cam cầu là mình chết đấy. Hello, May quá không có ai ông số cam. 1 có cái xe này, có cái xe. Mark the location. Ông hóa. Ơi có xe chạy này. Watch out. Xe đâu, xe đâu, xe đâu. Xe 4, xe 4. Watch out. Chỗ nào? Enemies ahead. À, đang chạy chỗ đầu này à? Vào đây không? Đây không? Ui, chả trúng cái mẹ gì luôn anh em ơi. Không thấy tí máu nào nó té ra, tôi lên xe. Đi con xe này thì may ra mới đuổi kịp nó.
Coi đi xe lên xe số 2. Trời, mất dấu rồi anh em ạ. Chả thấy gì luôn. Enemies ahead. Không thấy đâu nữa rồi, không biết nó chạy vào trong khu nào rồi. Ngồi trên xe tiếp vậy. Thế chứ. À đây 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 anh em ơi. Trong nhà có con. Ôi giời, mình dừng có vẻ hơi xa rồi anh em ạ. Mình dừng có vẻ hơi xa rồi. Liều này, lên này. May quá. Ui, bọn em không kê nhà này à? Ồ, hai thằng. Con. Cái xe kia. Mình có mỗi quả bom bom lửa thôi này. Cho ra đây, cho nó không kê được. Ra kê là mày chết. Ra cái này mày sẽ dính lửa với tao. À, không thấy động tĩnh gì à? Vào trong. Hay nó. Ui, chạy nó chạy vào trong ấy thôi. Ui rồi ôi, chạy nó ngồi y thằng cu đây này. Ui rồi ôi, hai thằng liền. Bò tay, ui, bò anh em ơi. Đi bò ơi. Mày quá, ông này ông cũng biết ý, chạy chạy thẳng vào bò thôi. Chạy thẳng vào bò, chết cả hai thằng. Có team nhà C. Ngó mặt ra em ơi, ngó đi. Ui, chờ rồi. Này thì ngó với chúng tôi này, không có lần thứ hai chờ đâu. Nghe thằng này bắn cũng trúng đầu mình ạ. Ui, ôi, trời ơi. Ốp kìa. Ui, đứng đây vẫn không ngồi đấy anh em ạ, đứng đây là vẫn bị hở cái đầu. Ô, tôi bắn chỗ nào vậy, trên đồi à? Chỗ nào ta? Enemies ahead. Tính chỗ nào ấy? Trong nhà C hai người. Trong nhà C thì chắc chắn là sẽ có. Mark the location. À, mình nhìn thấy rồi, có cái xe đây này. Đây này. Đây này. Lấy xe đi rồi. Ê, bảo sao mình không nhìn thấy gì? Chẳng có này. Ông ơi, cho tôi bắn ốp cho ông ơi. Watch out. Đây nó này, cho tôi bắn ốp cho. Ui, mày quá đồng đội cho. Ê, đừng có hó này. Ui, một bên đầu luôn. Ui, sao trốn hết ra đây vậy? Không, mình ra bên kia. Vẫn còn team phía sau mà. Bạn đi xe đi đâu? Ui, sao ơi, yếu phết rồi đấy. Ô, thằng đang treo trong mặt. Ô, treo trong xe đấy. Hóa ra. Đó, làm sao được. Đó, chết với mình rồi. Gạt luôn một thằng đầu rồi. Một thằng gì? Câu ghê. Một ba thằng. Hóa ra đi bạn ơi. Này thì ngó này. Còn một thằng phía sau nữa anh em ạ. Đây này, đây này. Đó. Ôi, dùng kiên xong rồi. Nó chạy vào trong cái nó chạy lên cái khiên trước để cứu cái thằng. Ôi giời ơi, cái đầu nó xuyên qua cái tấm kia, thế là mình vẫn bắn được anh em ạ. Thằng dưới nhà thôi. Thế sao? Còn có đúng một thằng cuối cùng thôi. Ui giời, trận đấu nhiều pha cũng khó hiểu. Vào đây xem. Ngồi góc nào trong nhà ấy. Thấy đồng đội bảo nãy có thằng nó chui ở đây. Mình phải check cẩn thận không vậy, thằng này nó ngồi nó cao mày. Gần được top 1 rồi, bây giờ bị tụt bớt thì hơi khoai đấy, hơi cay cú đấy. Chỗ nào ta? Ui giời ơi, nó ngồi đây này. Chết cụ mày đi. Ok, clear. Mọi người xem clip hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Thì mua hàng thì qua shop của mình là tonysama.vn nhá. Đấy, mười bạn bảo hỏi KD của mình sao thấp thế. KD hiện giờ là FPP, nó đang hiện là FPP. Đây là TPP này.